Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đến với channel của mình ha. Và mình là King Nhạc. Và mình thì có thể nói là mình là một họa sĩ phong cảnh hoặc là một background artist hay là environment artist. Thì phần lớn thì những ai xem clip này có lẽ là đã biết mình rồi ha. Thì hôm nay thì mình muốn chia sẻ một cái nhìn tổng thể. Background trong digital painting nó là cái gì? Chúng ta đang ở đâu? Ở đây có những cái câu hỏi chính và những cái not như thế nào. Giống như là chúng ta sẽ có một cái background ở đây và chúng ta sẽ cần những yếu tố nào để tạo nên cho mình một cái background nó hoàn chỉnh, hoàn hảo, đáp ứng từ những quy luật và nó phải rõ ràng. Với mình thì cái gì rõ ràng thì nó mới thực sự là dễ dàng được. Còn không thì chúng ta sẽ kiểu sọ bên này, đâm bên kia. Hôm nay hứng thế này, hôm khác hứng thế kia. Rồi vẽ tranh thì không biết là mình đã ổn chưa mà cứ phải hỏi người này hỏi người kia. Thì mình hy vọng dựa vào những cái điều này, những cái câu hỏi lớn này, thì mọi người sẽ tự trả lời và tự phân tích cho những background của mình về sau. Chúng ta ít nhất phải đáp ứng được những cái cơ bản. Còn đến những cái cơ bản còn cứ kiểu đi... Thực tế thì mình phải nói là mình khá yêu cầu khá là cao trong cái công việc cũng như là cái... những cái mối quan hệ của mình. Đến những cái cơ bản mà chúng ta còn không biết thì thực sự là rất là khó để có thể làm việc sòng phẳng cho được hả? Ít nhất là như vậy, để chúng ta phải biết cái lộ trình chúng ta như thế nào và chúng ta sẽ phát triển bản thân ra sao. Những cái background ở đây thì như các bạn thấy thì ở đây là những cái background của mình. Thì ở đây có những cái câu hỏi chính ở đây ha. Một cái bức background như thế này thì nó sẽ cần những yếu tố nào? Thì ở đây mình cơ bản thì trong cái thời điểm hiện tại thì mình với cái mức độ và level hiện tại thì đây là những cái suy nghĩ hiện tại của mình. Và mình không có chắc là sau này mình sẽ nghĩ như thế này. Và nó là những cái mình đúc kết được và mình đã rất là cố gắng để có thể check nó ra những yếu tố rõ ràng như thế này. Và các bạn hãy tự lên cho mình một cái có thể gọi, mình hay gọi nó là cái bản đồ hoặc là cái những cái checklist. Khi nào mà những cái background hay là những cái bức bất kỳ cái tranh nào cả thì nó, những cái này mình luôn nhìn nó ở dạng quy luật. Nó không có chia ra nào là background, nào concept, nào là vẽ mobile, nào là vẽ cho điện thoại, nào là vẽ cancel, hay là concept, vẽ nhân vật, character, tất cả những cái đấy đều là mỹ thuật thôi. Đều là những cái nhánh nhỏ của mỹ học. Thì hôm nay chúng ta sẽ thử có thể nhìn một cái nhìn rộng hơn và mình sẽ cố gắng. Nếu mà những ai quên thì mình sẽ nhắc lại. Và những ai mà đang bị phân mảnh thì mình sẽ cố gắng hệ thống lại cho các bạn một lần. Rồi chúng ta sẽ đề cập đầu tiên, đó là lịch sử mỹ học ha. Mình rất là thích đọc về những cái lịch sử mỹ học bởi vì mình học chuyên ngành mỹ thuật ra. Nên là có rất là nhiều người nói là không cần học mỹ thuật, không cần học mỹ học mà chỉ cần học những cái lớp chuyên ngành ha. Những cái lớp không phải là lớp chuyên ngành mà còn lại là lớp lớp học thêm ở ngoài về những cái kỹ năng cụ thể, ví dụ là vẽ character, vẽ basic, vẽ background, vẽ concept. Nhưng mà nói thật nhá, là mọi người có biết mọi người đang ở đâu trong cái dòng chảy đó không? Chúng ta có lịch sử mỹ học chạy dài từ 50.000 năm trước công nguyên cho tới 3.000 năm trước công nguyên cho tận tới bây giờ. Và chúng ta đã trải qua rất là nhiều cái thời kỳ trong mỹ học và tất cả là rất nhiều những cái thể loại về cái kỹ thuật tả vẽ. Ví dụ như chúng ta về phương tháp pháp kỹ thuật thì nào là, và trào lưu nghệ thuật thì những cái trào lưu đầu tiên thì chúng ta có những cái trào lưu về tiền sử ha, rồi những cái nghệ thuật về Hy Lạp, La Mã, rồi chúng ta có đến những cái thời kỳ gần đây, ví dụ như thời kỳ sơ phục, sơ kỳ phục hưng, chúng ta có thời kỳ phục hưng, chúng ta có thời kỳ đỉnh cao của phục hưng, và chúng ta có hậu phục hưng, chúng ta có Venice. Rồi chúng ta có cái nghệ thuật cách tân, chúng ta có tân cổ điển, chúng ta có lãng mạn, chúng ta có hiện thực, chúng ta có ấn tượng, chúng ta có hậu ấn tượng, chúng ta có tân ấn tượng. Rồi mình nói rất là gọi là rất là đứt hơi luôn ấy. Nào là nghệ thuật siêu thực hả? Rồi nghệ thuật trừu tượng này. Rồi nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật tối, nghệ thuật tối giản. Rất là nhiều những cái mình kể. Đây là những cái nghệ thuật mà nó rất là nổi tiếng ha. Còn những cái nghệ thuật chi tiết hơn thì ở đây mình không có thể chia sẻ những video này được. Rồi những cái tác phẩm lớn thì mọi người có biết những cái đại diện của những cái tác phẩm lớn của những cái dòng mỹ thuật đó là cái gì không? Và digital painting, mọi người nhớ chúng ta vẽ trên bảng vẽ
Và ở đây chắc chắn là cái chỗ của mình đang nói là Digital Painting. Nhưng trước Digital Painting thì nó cũng chỉ là một công cụ thôi mọi người ạ. Nó cũng giống như than chì trước đây thôi, hay là giống màu nước đó. Đó gọi là một phương pháp kỹ thuật. Mình phải định nghĩa nó là một phương pháp kỹ thuật. Nào chúng ta có những thời kỳ trước đây thì nào chúng ta có những phương pháp ví dụ như là than chì, gốm, khảm, phấn màu, đá cẩm thạch. Chúng ta có mạ vàng, chúng ta có hiệu ứng khói, chúng ta có sơn dầu, chúng ta có khắc gỗ này, chúng ta có đất sét này, chúng ta có bích họa này, chúng ta có khắc axit này, chúng ta có bút và mực, chúng ta có màu nước, chúng ta có đồng, chúng ta có màu bột, chúng ta có màu sơn dầu. Rất là nhiều. Và hiện tại chúng ta đang tới một giai đoạn gọi là họa sĩ ứng dụng và phổ biến nhất thì đó là những cái phần mềm vẽ trên Photoshop hay là Medibang hay là Clip Studio Pen. Rất là nhiều cái phần mềm tương tự như vậy. Còn ở đây thì mình chọn cho mình một phần mềm đó là Photoshop. Ngoài ra thì những cái phần mềm mô phỏng không gian ví dụ là 3D hoặc là những cái phần mềm mô phỏng siêu thực. Ví dụ như là những phần mềm mà mình quên FX gì đó ha, không có nhớ. Những phần mềm thiên về điện ảnh 3D, mấy phim chiếu rạp toàn sử dụng mấy phần mềm đấy. Rồi, ok, thì mình đã nói qua về thực tế là chúng ta đang ở đâu ha. Chúng ta đang hơi thở những cái ở thời điểm này thì thực tế thì cái Digital Painting này thì nó cũng đang ở những cái công đoạn khởi đầu, nhưng mà bước tiến xã hội thực sự là quá là nhanh, nên là hiện tại thì chúng ta đang là những cái người tiên phong, đang là những người tiên phong, và thực sự là mọi thứ đang bước vào 4.0, nên là trí tuệ AI nó đang trỗi dậy. Như là máy móc, thậm chí mọi người có thể thấy hiện tại thì chúng ta có thể thấy là có những cái phần mềm về 3D hay là 2D, họ có thể mô phỏng lại những bức tranh mà không cần chúng ta phải vẽ. Vậy thì điều gì mà người ta lại cần họa sĩ làm cái gì nhỉ? Mình đang nói thật đấy. Điều gì là các bạn có thể tự tin là chúng ta có thể sống sót, chúng ta có thể không để những cái trí tuệ nhân tạo có thể đè đến đầu lên cổ chúng ta, và một ngày chúng ta sẽ trở thành những thành phần ăn bám xã hội. Mình đang nói thẳng là mình luôn đấy. Mình không ám chỉ ai cả, nhưng mà thực tế của xã hội là như vậy. Bởi vì Việt Nam chúng ta phải nói thật là chúng ta khá là đóng cửa, nó chưa thực sự là sát ván với nước ngoài, chưa thực sự là phẳng, nên là thực tế thì nó dội vào Việt Nam là chưa có nhiều lắm, chưa tác động quá là nhiều. Thực tế là cũng có nhiều, nhưng mà nó không chưa nhiều quá thôi. Và tương lai thì vài năm thôi thì mọi người sẽ thấy nó sẽ vãi linh hồn thế nào. Và ở đây thì ít nhất thì chúng ta tới một cái thứ căn bản đi ha, để giải quyết cho xong những cái thứ căn bản này. Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu phân tích ha. Mình sẽ nhắc đi nhắc lại, đó là chúng ta cần những câu hỏi đúng. Câu hỏi đúng thì chắc chắn gần như là chúng ta sẽ dẫn tới những cái câu hỏi đúng, hoặc là ít nhất là gần đúng ha. Còn câu hỏi sai thì coi như là tạch luôn ha. Câu hỏi sai thì chắc chắn đưa ra những cái kết quả sai đó, chuyện đó là chuyện hiển nhiên ha. Nên là bây giờ mình cố gắng hệ thống lại bằng những cái câu hỏi, để dựa trên những cái câu hỏi này thì mọi người có thể phát triển cho mình những cái đi sâu hơn, hoặc là có thể dựa trên những bộ khung này. Ít nhất chúng ta phải có một bộ khung, nó ít nhất là đồ đơn giản, và nó ở bộ khung ở cái giai đoạn đầu tiên, để sau đó mọi người có thể xây dựng những bộ khung chi tiết hơn. Và quan trọng hơn đó là sự hợp lý và hiệu quả. Quan trọng thứ hai đó là phù hợp với các bạn. Đây là cái bộ khung phù hợp với mình, với cá nhân mình, và mình thấy sử dụng nó rất là ổn. Trước khi mà mình thấy một ngày nào đó mình cảm thấy thôi mình không có cảm thấy bộ khung này hiệu quả với mình, thì mình sẽ bắt buộc phải update, hoặc là mình phải xây bộ khung hoàn toàn mới. Nhưng mà cơ bản thì những cái nguyên lý về những cái tư duy trong mỹ thuật, tư duy về mỹ học, lịch sử mỹ học, rồi những cái phần phối cảnh về điểm tụ, về value, về quang độ, về sắc độ, về độ chi tiết và độ giản lược, cũng như là kỹ thuật tả vẽ nó như thế nào, thì cơ bản cái nguyên lý nó là nguyên lý, và nguyên lý thì không thể nào mà vi phạm được. Giống như mọi người có thể cơ bản nhìn thấy ha, cơ bản nhìn thấy nguyên lý, ví dụ nguyên lý về độ to nhỏ đi ha. Ở trước thì đồ vật to, ở sau đồ vật nhỏ, thì làm sao mà vi phạm nguyên lý được ha. Ở đây mà các bạn vẽ to, ở đây vẽ bạn vẽ nhỏ thì không hòa tạch cả. Nó rất là vô lý ha.
nhìn vào chưa kịp, chưa chưa nói cái gì, mới nhìn Thảo một phát là fail fail fail, đi đi về đi về đi về hả. Rồi nguyên lý về không gian, ví dụ nguyên lý không gian, không gian thì ở gần thì mọi thứ sẽ rõ ràng, ở xa thì sẽ ảnh hưởng bởi những cái lớp không khí, sẽ cắt lớp không khí ha, sẽ hình thành nên những cái tầng không gian, nó sẽ cắt lớp cắt lớp cắt lớp cắt lớp từ gần tới xa, và chúng ta sẽ cơ bản phân ra thì chúng ta sẽ có cận cảnh, chúng ta sẽ có trung cảnh và chúng ta sẽ có hậu cảnh. Rồi nào là chúng ta có những cái quy luật như là ở đây thì mọi người có thể thấy nó rõ ràng hơn về cái phân cách lớp không khí. À, từ ở xa thì ở đây nó phân bao nhiêu tầng? Một tầng, hai tầng, ba, bốn, năm, sáu. Cơ bản ở đây thì chúng ta sẽ có 7 tầng. Thì dựa trên cái nguyên lý này, mọi người sử dụng nó hiệu quả đến mức độ như thế nào và tinh xảo đến mức độ như thế nào và chi tiết nó như thế nào, sử dụng thuần thục nó tới mức độ nào thì cái bài vẽ chúng ta cái không gian sẽ đỉnh tới mức độ đấy. Và mọi người thấy ha, đừng có nói những họa sĩ gọi là những họa sĩ gọi là có tiếng hay là nổi giỏi hay là những trường phái ấn tượng mà họ không có nắm nguyên lý nha, là họ nắm quá là rõ nguyên lý rồi, họ dư sức có thể tả thực nhưng mà họ không có muốn tả thực nữa. Ở cái nguyên lý đó họ trở thành, nó trở thành một cái phần ở trong cơ thể của họ rồi, giống như là tay, giống như là chân thôi. Đến lúc họ họ cũng không còn suy nghĩ về những cái nguyên lý đó, nhưng mà bản chất khi họ vẽ ra chắc chắn sẽ vẽ ra nguyên lý, bởi vì lúc đó họ nó trở thành một phần cơ thể rồi. Nên là cơ bản thì khi chúng ta là những người học trò thì thực tế thì chúng ta phải có những cái nguyên lý như thế này để chúng ta có một cái lộ trình rõ ràng để theo đuổi. Ít nhất là mình cũng tâm sự luôn là dân mỹ thuật thực tế là phần lớn về sân mỹ thuật, và bản thân mình ấy, cái giai đoạn mình học mỹ thuật ấy, mình hay xuất hiện cảm giác là ôi cái bức tranh này đẹp nhở, hay là bức tranh này xấu xấu rồi cảm thấy kỳ kỳ ta, rất là hay có cảm giác đó nhở. Ồ nó đẹp thì đẹp ở chỗ nào, vô lý chỗ nào, sao nhìn thấy kỳ kỳ ta. Sao mình cứ thấy nó chưa được ở chỗ nào, chưa ổn chỗ nào ấy. Vẽ xong không biết là bức tranh đã đẹp chưa mà nhìn nó thấy kỳ kỳ. Nó cứ chói chói mỗi thằng một nơi, thằng nào lo chuyện thằng đấy. Kiểu như là cắt phép ghép Photoshop mà bị lỗi. Bởi vì mấy ông cắt phép Photoshop bị lỗi bởi vì không nắm được cái nguyên lý đấy. Cái nguyên lý thì là nói chung sử dụng cái nghệ thuật nào, chụp ảnh hay là vẽ tay vẽ máy, tất cả sẽ cùng nguyên lý về không gian chẳng hạn, hay là tỷ lệ vật thể chạy phối cảnh, cơ bản một điểm tụ thì sẽ chạy một điểm tụ, chứ các bạn mà chạy hai đường chân trời thì xem có bài các bạn có bị kỳ không. Đó là những cái nguyên lý ha, như là nguyên lý thì nó không được sai, thực tế là như vậy. Nguyên lý và những cái quy luật chúng ta có thể sai, những phần kỹ thuật có thể chưa đúng hoặc là đúng hơn. Những cái nguyên lý về value thì mọi người có thể thấy ở đây chúng ta có cái thang value từ 0 tới 10, thì mọi người cứ tưởng tượng chúng ta sẽ cắt lớp 10 lớp không khí, giống như là lúc này chúng ta có cái dãy núi, ta có số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 là ở cận cảnh nè, thì cơ bản từ 10 tới 20 từ 10 tới 8 thì là ở cận cảnh, thì từ 7 tới khoảng 3 là trung cảnh, và 2 và 1 0 là hậu cảnh. Chúng ta sẽ cắt lớp thì ở trung cảnh thì nó sẽ có bao nhiêu tầng, chúng ta vẫn có thể cắt ra, và cắt càng kỹ thì thực tế cái bài của chúng ta sẽ càng hiệu quả. Thì thậm chí thì chúng ta có thể lướt qua những cái phần họa sĩ ha, ở những cái thời kỳ cận đại, thì ở đây mình có sơ sơ thì mình khá là thích một vài họa sĩ, ở đây mình có thể giới thiệu qua, nhưng mà chúng ta sẽ không thể nào nói chi tiết được, thực tế là không thể nào nói chi tiết được, nên là ở đây mình sẽ review qua thôi ha. Sau này thì có cơ hội thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái lịch sử mỹ học một cách rút gọn nó sẽ như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng khá là lâu đấy. Rồi ở đây thì mọi người có thể thấy ha, ở đây chúng ta có Claude Monet ha. Claude Monet thì nó hiện tại thì đây là cái bức tranh ấn tượng mặt trời mọc ha, nó nằm ở bảo tàng mà gì à? Nó ở Paris, nó ở France ha, nó ở Pháp, hiện tại nó đang nằm ở bảo tàng Pháp. Thì đây là những cái trường phái mà thiên về cái trường phái gần như là nó phải ấn tượng rồi ha. Thì nó sẽ bắt lại những khoảnh khắc bằng những cái nét bút cũng như là những cái
cái họa tiết rất đơn giản nhưng mà nó tạo nên chúng ta cái sự ấn tượng rất là mạnh. Thì ở đây mọi người có thấy ở đây có hai nguyên lý, đó là nguyên lý về màu sắc. Mọi người thấy cái phần mặt trời này nó nổi bật không? Đó là sự ấn tượng. Và cơ bản trong cái không gian này thì mọi người thấy cái value ở đây, chúng ta sẽ phải check cái phần value rất là quan trọng ha. Mọi người thấy những cái thuyền nó lại value khác so với những cái đồ vật khác. Value là một trong những yếu tố rất là mạnh để chúng ta làm nổi bật và làm ấn tượng cái bài của mình. Thì ở đây họa sĩ họ cho nổi bật những cái thuyền và người ở đây. Mọi người thấy không? Và không gian ảm đạm tới mức thế này thì khi cái mặt trời và những cái bóng này nó đẩy ra thì tạo nên cái cảm giác rất là mạnh, rất là ấn tượng. Ở đây có hai yếu tố, với mình có hai yếu tố mạnh nhất, đó là value và thứ hai là yếu tố sử dụng màu sắc ha, tạo nên cái sự ấn tượng chung cho cái bài này. Và xung quanh thì cái không khí rất là ảm đạm, bởi vì cái style của Claude Monet này thì nó giống như là kiểu sương mù ấy, mọi thứ mờ ảo, nó chỉ bắt lại khoảnh khắc những cái điểm quan trọng và chính nhất thôi. Thì ở đây mọi người tiếp theo thì mọi người có ở đây thì có Peter Bruegel là cha ha, Peter Bruegel cha. Thì ở đây mọi người thấy khi mà mình đem nó về chế độ trắng đen đi, mọi người có thể thấy cái value nó di chuyển từ gần tới xa, nó thay đổi tới mức độ như thế nào không? Cái độ tương phản kinh dị ở phần dần, mọi người thấy cái mức độ đen nhất và cái phần sáng nhất, cái khoảng cách về value nó xa tới mức độ nào, cực kỳ rộng. Còn cái độ sáng nhất và tối nhất là cái khoảng cách value cũng như là quang độ ha, nó chỉ là cái thuật ngữ thôi, nhưng mà nó chỉ áp dụng giữa phần trắng và phần đen. Cái khoảng cách giữa phần trắng nhất và đen nhất thì đối với mình là thế. Ở xa thì bắt đầu cái khoảng cách đó nó hẹp lại, thu hẹp lại. Chúng ta có thể bật cái bảng value và check lại xem sao. Chúng ta sẽ thử check ha. Ở gần ha, cái màu đen mà người thấy chỗ con cừu này ha, cái màu đen nó đen tận phía dưới này, nhưng phần màu trắng của nó lên tận trên này. Đó chính là cái biểu hiện hùng hồn của khoảng cách value và cái độ tương phản cao ở những cái đối tượng gần là thứ nhất. Thứ hai là cho những cái đối tượng nổi bật là chúng ta cần nhấn và cần gọi là người nhìn, người xem có thể tập trung vào những cái điểm quan trọng đấy. Thì mọi người lúc nãy thì mình có nói cái phần quan trọng ở trên ha, của Claude Monet ha. Thì ở trên này thì mọi người thấy cái phần quan trọng nhất của nó là cái phần độ tương phản của những cái thuyền này. Mọi người thấy khi đưa về value, cái màu đỏ ở đây nó cùng value với không gian đằng xa luôn. Khi mà chúng ta chuyển về cái phần value, cái quang độ sáng tối, thì cái phần màu đỏ hầu như chúng ta không có thấy. Nên ở đây họ sử dụng cái yếu tố màu sắc để tạo cái sự nổi bật. Còn ở đây thì sử dụng cái value sáng tối để tạo cái điểm nhấn ở trong bài. Rồi, quay lại cái bức Peter Bruegel ha, thì mọi người thấy rất là rõ ha, những cái bước. Ở đây là khu vực cận cảnh, ở đây là khu vực trung cảnh, và ở đây là khu vực hậu cảnh. Thì cơ bản mình chia như vậy để mọi người dễ hiểu thôi. Cái khoảng cách về value ở khu vực này nó khá là êm. Mọi người thấy những cái bụi đằng xa này rất là đều nhau. Và đây là một trong những danh họa cực kỳ nổi tiếng ha. Những cái danh họa tiêu biểu cho những cái trường phái khác nhau. Nên là chúng ta không thể nào có thể chém gió về những cái danh họa như thế này được rồi ha. Sẽ không bàn luận về cái chuyện đúng sai được. Đây là những cái danh họa mà trải qua rất là nhiều thế kỷ, rất là nhiều cái chiều dài lịch sử, họ vẫn tồn tại ha, và vẫn là những cái tượng đài biểu trưng. Rồi ok, thì chúng ta có thể quan sát tiếp. Và mình đang chia sẻ cái nhìn value ha, đó là một cái yếu tố lớn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ khá là phân mảnh, nhưng mà cơ bản thì mọi người sẽ có cái bảng kia. Và nếu thực sự mọi người muốn hệ thống tất cả như thế này, thì nếu mà mọi người đã không có cơ hội học ở những trường mỹ thuật, hoặc là mọi người kiểu như là đã sang chuyên ngành này, thì thực tế mọi người phải dựa vào những cái quy luật, những cái bảng như thế này để mọi người có thể thực sự hệ thống lại. Quấy sao kỹ ta. Lớp thợ vẽ. Ông nghĩ ông thợ vẽ thì ông sẽ là thợ vẽ thôi. À, mọi người có thể thấy ha, cái value ở khu vực gần và khu vực xa. Mọi người thấy ha, những khu vực thật nhân tập trung. Chúng ta còn chưa sử dụng đến những cái yếu tố, ví dụ yếu tố màu sắc ha.
Rồi, đó là những cái tác phẩm tiêu biểu. Ở đây thì chúng ta có của George Seurat ha. Chúng ta sẽ cắt tắt cái value đi. Chúng ta sẽ thấy ngoài những cái yếu tố bình thường, chúng ta có những cái yếu tố về màu sắc nữa. Mọi người thấy những cái tông màu ở gần nó sẽ rất là tươi sáng. Ở đây chúng ta sẽ có cái gạch đầu dòng ha, những cái yếu tố đó về phần sắc độ. Sắc độ thì gồm những yếu tố nào? Thì chúng ta sẽ có độ tươi của màu gần và xa nó sẽ thay đổi như thế nào, độ đậm nhạt của màu ở gần và xa nó sẽ thay đổi như thế nào, và số lượng màu ở gần so với số lượng màu ở xa nó sẽ biến đổi như thế nào. Và mọi người nhớ thế này, sau khi tất cả những cái này mình sẽ nói một điều rất là quan trọng, đó là tại sao người ta nói là cảnh lại đẹp như tranh. Bởi vì họa sĩ chính là gọi là cái phương tiện truyền tải, mình phải nói là như vậy. Chúng ta là cái phương tiện truyền tải mà những cái ngôn ngữ cũng như là những cái loại hình nghệ thuật khác không thể truyền tải được. Nó là cái phương tiện truyền tải, vì vậy nên đôi khi lọc qua những cái bộ lọc, giống như chúng ta là những cái bộ lọc, thì khi nhìn qua đây thì chúng ta bắt đầu nâng cấp nó lên, tạo nên dựa vào những cái kiến thức cũng như là những cái thưởng thức mỹ thuật của chúng ta, những cái kỹ thuật, những cái gọi là cái sự control của chúng ta trong cái bài vẽ, cái sự kiểm soát để làm sao cái bài vẽ nó đẹp hơn so với thực tế. Ở chỗ này không có bụi cỏ. Ví dụ như mình vẽ cái bức tranh, trong bức tranh của mình thực tế trong cảnh thật chỗ này không có hoa, chỗ này không có hoa đâu, những chỗ này không có hoa, nhưng mà chúng ta dựa vào những cái kiến thức của mình, chúng ta đẩy những cái chúng ta không có thì làm cho có. Đại loại như vậy. Ở đây có hoa. Ở đây nếu mà mình chỉ để một không gian xanh mà không có hoa thì thực tế nhìn nó rất là chán. Nên là mình biết nếu mà giờ mình đẩy những cái tông màu nóng, những cái bông hoa vào, thì thứ nhất thì nó tạo nên cái độ đậm cho bài của mình, nó cân lại cái khu vực màu sáng lại, màu xanh lại, mà nó không bị quăng game. Thứ hai thì mình sẽ tạo được cái sự liên kết trong bài này. Ở đây có hoa, ở bên góc bên kia cũng có hoa, ở góc bên này cũng có hoa, thì đó là những cái biểu hiện của sự liên kết và sự hệ thống trong cái bài vẽ. Rồi, ở những cái phần dưới này chẳng hạn. Thực tế trong cái cảnh này ấy, chỗ này không có cây đâu, chỗ này không có cây, chỗ này không có bụi, chỗ này không có bãi đá đâu. Đó bởi mình thấy nếu mà đưa những cái yếu tố này vào đây thì cái bài mình thứ nhất nó sẽ chắc hơn, thứ hai nó sẽ đẩy được cái khoảng cách xa và gần hơn. Có thể trong thực tế không có, nhưng mình buộc phải bỏ những cái này vào để đẩy cái độ xa gần và cái value, cái không gian từ gần nó xa nó sẽ thay đổi lên rất là nhiều ha. Với lại thậm chí là ở chỗ này không có cái cột này nữa này, nhưng mà mình gần như là mình bắt buộc dựa trên cái cảm nhận của mình nhá, kiến thức của mình bắt buộc cho cái cột này vào, để tự nhiên cái khoảng cách giữa cái phần nhà ở khu vực này và những phần cây đằng sau, tự nhiên nó đẩy một khoảng không gian ra dài ra, lập tức nó đẩy ra thêm một bước nữa ha. Nên cái khoảng cách này tự nhiên nó giãn ra, cái không gian tự nhiên mình cảm thấy nó hút vào khu vực này mạnh hơn. Và những yếu tố ở đây cũng vậy. Ở gần, mọi người thấy có những yếu tố phân mảnh ở đây không? Nếu mọi người có thể nhìn theo cái bức phân mảnh thì ví dụ những màu xanh lá cây ở đây, tại sao mình lại để tươi như thế, đúng màu như thế. Còn những màu xanh ở xa tự nhiên là ở đây xanh khá là bị bạc màu và nó pha, hình như nó pha thành xanh chuối. Yếu tố nào tạo nên cái màu xanh ở đây chuyển thành xanh chuối? Nó nằm ở cái phần thanh gạch đầu dòng nào? Nó sẽ nằm ở phần gạch đầu dòng màu sắc. Và cái gạch nhỏ hơn ở trong đấy, đó là phần pha màu, cái di chuyển màu dựa trên cái không gian. Và phần ở xa tại sao bắt đầu nó di chuyển về xanh ngọc? Why? Câu hỏi chúng ta là why? Tại sao? Còn không thì cơ bản thì chúng ta chỉ thấy sao chúng ta vẽ vậy, thật sự chúng ta chẳng biết tại sao chúng ta phải vẽ nữa. Đặc biệt là những ai mà chép tranh rất là nguy hiểm, nếu các bạn không chép trong một cái trạng thái tỉnh táo và tỉnh thức thì hơi mệt đấy. Chúng ta có thể tới, nhưng mà mình không biết là cái chặng đường nó sẽ đi mất bao lâu, nó sẽ rất là lâu. Đó là lý do tại sao mà rất là nhiều người lựa chọn những cái lớp học để học, để thực sự hệ thống lại những cái gì mà mình học. Nó là một cái chương trình học từ lớp 1, 2, 3, 4, 5, nó phải rõ ràng như thế. Rồi quay lại ha, thì tại sao lại cái phần màu xanh ngọc ở đấy? Nó sẽ liên quan một cái là hòa màu trong không gian, cái phần màu xanh. Và đằng xa chúng ta có bầu trời, là bầu trời màu xanh da trời, màu xanh dương. Và cái lượng màu cũng như là cái độ tươi của màu xanh dương nó sẽ rất là mạnh.
Vậy nên nó sẽ ảnh hưởng xuống cái phần không gian phía xa là cái phần màu xanh này. Nó xảy ra hiện tượng gì nhỉ? Mọi người biết nó xảy ra hiện tượng gì không? Đó là hiện tượng pha màu. Chúng ta có màu xanh lá, chúng ta pha với màu xanh da trời. Thì dựa trên cái bảng sắc độ, cái vòng tròn sắc độ thì chúng ta sẽ pha ra màu gì ta? Đó là màu xanh ngọc. Cái bức màu pha càng êm, càng chuẩn, càng đúng nguyên lý thì nó sẽ càng đẹp. Theo mình á, tất cả những gì mà chúng ta vẽ thì nó phải mang cái sự thực tế, chúng ta phải quan sát nhiều. Đặc biệt đối với mình là họa sĩ phong cảnh thì mình lại càng phải quan sát rất là nhiều. Mình không chỉ đơn giản là mình nhìn một cái bức, một cái cảnh trước mặt, mình không thể nhìn một cái đường phố một cách thông thường, mà mình bắt đầu phân tích tại sao mà chỗ đấy cái biển hiệu nó lại có màu vàng màu đỏ ta. Kiểu như sáng nay á, sáng nay mình đi qua cái biển hiệu Viettel, vừa nhìn một cái mình hết cả hồn luôn. Ủa, Viettel nó đổi cái màu nhận diện thương hiệu, nó đổi từ màu xanh nó đổi sang màu đỏ, và nó đập một phát vào mặt mình là cái bảng đỏ quá to mà ở giữa cái chữ Viettel nó bé xíu à. Lập tức nó hút hết cả cái mắt của mình, bắt đầu mình phân tích. À, trời ơi, tụi này khôn thật, cái bộ nhận diện thương hiệu quá là tuyệt vời. Mình rất là ấn tượng với cái sự nhận diện thương hiệu. Cái màu đỏ nó nguyên dãy phố, cái phần màu đỏ quá nổi bật. Đó là một trong cách mà họ đưa cái kiến thức, những cái liên quan đến những cái yếu tố điểm nhìn, những cái phần nguyên lý về thị giác, họ đưa vào những phần thiết kế và design, đưa vào những bộ nhận diện thương hiệu để tăng cái độ hiệu quả về nhận diện thương hiệu cho họ. Thì thực tế mọi người có thể thấy nguyên lý thì áp dụng ở đâu cũng thế thôi, phải không? Cái đẹp thì cái môn nghệ thuật nào cũng tìm về những cái đẹp bên trong thôi. Mình ở Việt Nam mà đây. À, rồi, ok, chúng ta quay lại. Đó là những cái mà mình đề cập tới ha, và mình đang mô phỏng lại những cái kiểu mình đang giải thích lại những cái gạch đầu dòng này để mọi người có thể hiểu, và dựa trên cái gạch đầu dòng này tự mọi người lên cho mình một cái lộ trình riêng. Còn muốn thực tế đào sâu vào những cái này thì mọi người có thể đi học, hoặc là mọi người có thể tham gia training ở một vài công ty. Rồi, ok, thì chúng ta ở đây có cái độ chi tiết và độ giản lược chẳng hạn. Cái này là yếu tố cực kỳ là quan trọng. Không có thể nào bàn cãi được. Một bức tranh rất là bình thường ở đây đi ha, mọi người có thấy ở đây cỏ rất là to và lớn, cây nào là cây đấy, cây nào là cây đấy, lá nào ra lấy đấy. Nhưng mà ở phần này cây không ra cây mà lá không ra lá, đằng xa là toàn là mảng không. Mọi người tưởng tượng nhá, tự nhiên ở chỗ này các bạn vẽ lá nào ra lá đấy, nó có hợp lý không? Tuy nhiên ở đây vẽ mấy cái lá to như này nó sẽ thể hai hiện tượng. Thứ nhất là nó sẽ rất là kỳ ha. Đầu tiên là cái phần là phần tỷ lệ. Nếu mà cái nhà ở đây bé như thế này mà chúng ta vẽ ra lá thì vậy thì cái lá, một cái lá to bằng một cái cửa sổ à? Đó là cái vấn đề. Chưa nói tới cái chuyện đúng sai mà nhìn vào đã rất là vớ vẩn rồi. Rồi thứ hai thì nó là cái phần tỷ lệ to nhỏ. Rồi mọi người thấy ha, những cái phần nhà ở đây thì tính ra thì cái bức này vẽ cũng đã khá là giản lược rồi, nên là không gian nó thay đổi không nhiều, căn bản là cái value thôi. Mọi người nghĩ tự nhiên nó khủng có đưa cái cây này vào đằng trước hả? Mình không nghĩ là vậy đâu, để nó đẩy phần không gian ra đó. Cái cây này tạo nên một bức không gian cận cảnh rất là mạnh. Có thể trong thực tế mình chắc luôn trong thực tế không có đâu, mà nó đưa vào đấy, nó chủ động đưa vào. Không có thì làm cho có, miễn sao cái bức tranh của mình nó hiệu quả. Hãy đưa những cái kiến thức của mình vào, đưa những cái sự hiểu biết vào, đưa những cái mà mình biết đưa vào đây để làm cái bức tranh của mình nó hiệu quả hơn, nó đẹp hơn. Cái này mới làm nên cái sự khác biệt của từng cái artist và những cái họa sĩ khác nhau, nó sẽ đem lại những cái chất liệu khác nhau ha. Rồi chúng ta có những cái phần ví dụ sắc độ khá rất là nhiều trong này. Thực ra là mình đang chia sẻ khá là phân mảnh, nhưng mà mình sẽ cố gắng lược qua một chút. Rồi chúng ta có lớp không khí, thì ở đây mọi người có thể để ý qua ha. Cái biểu hiện hùng hồn của lớp không khí đó là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Chúng ta có lớp không khí rất là kinh khủng, sự ô nhiễm. Là chúng ta có những cái yếu tố nào? Nếu mà mọi người check cho mình cái list là ảnh hưởng với lớp không khí,
Thì đầu tiên chúng ta phải nhìn rộng ra là chúng ta đang ở địa điểm nào, cái tình huống cụ thể mà chúng ta đang vẽ, cái bức tranh cụ thể đang vẽ là vẽ ở đâu. Chúng ta vẽ ở thành phố hay chúng ta vẽ ở nông thôn, hay chúng ta vẽ ở trong nhà, chúng ta vẽ đại loại là tùy vào cái tình huống mà mọi người cân chỉnh và xử lý ha. Nhưng mà nếu nói ở thành phố thì chắc chắn là chúng ta sẽ có rất là nhiều khói bụi nè. Chúng ta có nào là khói, chúng ta nào xe cộ, chúng ta nào có nào là những cái đất nó xe cộ nó sủi những phần đất lên. Rồi trong lớp không khí thì sẽ có rất nhiều cái khí thải vật thể trong đấy, thì làm cho cắt lớp không khí nó sẽ rất là mạnh. Cái khoảng cách value ở đây là khoảng cách rất là khủng bố ha. Mọi người có thể thấy là những cái nhà gần nó rõ ràng như thế này, mà mới tới cái nhà này thôi mà đã như thế này rồi. Nhà xa càng xa hầu như chúng ta không còn thấy nữa ha. Thì tùy vào môi trường ha. Nếu mà những cái môi trường ví dụ nó trong hơn, trời trong hơn, những bức này nè, có thể những cái bức này nó là trời sau mưa, thì cơ bản thì cái lượng mưa khi nó đổ xuống thì cái những cái phần ô nhiễm không khí thực tế là nó đi xuống nguồn nước rồi, nó bị đẩy xuống rồi ha. Thì cơ bản không khí sẽ trong như thế này. Mọi người thấy cái khoảng cách value nó sẽ rộng ra, nó sẽ giãn mạnh ra ha. Và nó sẽ rõ ràng hơn, cái bước nó sẽ êm hơn, cái bước không khí di chuyển nó êm từ gần ra xa, êm ru ha. Nhưng mà cái lớp này là các bạn chỉ cần để mấy cái cột điện này thôi là mọi người thấy cái lớp không khí nó là di chuyển mạnh như nào rồi. Vậy nên là vấn đề là cái tình huống chúng ta vẽ nó là cái gì, và tùy tình huống thì chúng ta xử lý. Những cái bàn này, môi trường này, hoặc là những cái bối cảnh hẹp hơn, ví dụ như ở trong phòng thì không thể nào mà chúng ta làm cái khoảng cách value mạnh được, bởi vì cái khoảng cách trong phòng nó nhỏ quá, nó ngắn quá. Ví dụ ở trong cái cảnh này như cái cảnh này thì đây là cảnh nông thôn, nên là thực tế nông thôn thì cái không khí rất là trong lành. Nó thì rất là trong lành, nên là cái độ trong ở trong không khí thì nó sẽ rất là mạnh. Vậy nên chúng ta không thể đẩy cái value mạnh quá được, nó phải di chuyển khá là êm và ấm, di chuyển rất là cẩn thận ha, so với những môi trường thành phố. Nên là cái bước di chuyển ở trong đây, cái môi trường nông thôn, những cái môi trường trong lành thì nó sẽ phải khác so với những môi trường đặc biệt như ở thành phố. Nên là tùy, mọi người phải linh động trong quá trình mình xử lý nó như thế nào. Rồi những cái này ha, cái này thì ảnh hưởng bởi cái đồ, nếu mà những cái bài này thì nó lại mạnh hơn, có nghĩa là mỗi cái background, nếu mọi người thấy hiện tại thì mọi người có thể tự mình có thể phân tích được là có một số background nó sẽ đẩy một số cái checklist nào đó mạnh lên ha. Ví dụ như ở đây nó đẩy cái yếu tố về path phối cảnh, nó đẩy mạnh lên cái yếu tố phối cảnh, nó làm nên cái sự đặc biệt cho cái bài này. Thứ nhất là yếu tố phối cảnh, thứ hai là độ lớn nhỏ, cái tỷ lệ to và nhỏ. Ý mình đây là tỷ lệ ở đây là gì? Mọi người có thể thấy cái nhà trước này rất là lớn, cái nhà khu vực đằng này thôi nó đã bé như thế này rồi, thì nó làm sao cái khoảng cách lớn nhỏ này nó mạnh lên, thì tạo nên cái sự điểm nhấn ha, cái độ nhấn trong cái bài của mình, tạo nên cái sự đặc biệt trong cái bài. Ngoài ra thì ở đây chúng ta có những cái phần sử dụng cái yếu tố màu sắc ha. Mọi người thấy những cái màu sắc ở đây rất là tươi, rất là đỏ, mà xa rất là bạc. Nó vừa bạc, nó vừa mờ nữa ha. Những cái lớp không khí đẩy ra thì cái khoảng cách xa gần nó đẩy, nó hút một phát rất là mạnh luôn, như kiểu nó bục một cái luôn ha. Nó không kiểu như là vẽ toàn cảnh. Nếu mà thể hiện phong cảnh vẽ toàn cảnh thì chúng ta sẽ phải xử lý khác. Nhưng mà cái tranh này thì họ muốn nhấn những cái độ gắt ở trong cái bài này, sự chuyển động mạnh ha. Mọi người thấy khu vực người bên này không? Rất là nhiều người, nhưng mà tại sao nó chìm hầu như chúng ta không có thấy luôn? Thứ nhất là sử dụng cái hệ màu rất là êm, rất là ấm, cái màu không còn tươi nữa. Nếu màu tươi sẽ là như cái màu này, nó sẽ làm bị loãng tầm nhìn, bởi vì cái khu vực này chính là cái khu vực mạnh nhất. Và cái mục đích của chúng ta, mục đích của Astit là họ muốn nhấn cái khu vực này cơ, nên là chúng ta phải sử dụng rất là nhiều cái yếu tố ha. Nhưng mà quan trọng ở đây là chúng ta nên sử dụng yếu tố nào mạnh nhất và kết hợp những yếu tố, có thể là 1 đến 3 yếu tố, nhưng mà chúng ta không thể sử dụng quá nhiều được, vì nó giống như là chúng ta có những cái mũi nhọn của mình ấy, ha. Thì làm sao cái khu vực này nó mạnh nhất để tạo cái điểm nhấn cho cái bài này. Sử dụng màu sắc cũng được, tỷ lệ cũng được, bối cảnh phối cảnh cũng được, hay là độ chi tiết cũng được. Ở đây những phần này chi tiết rất là nhiều ha. Chi tiết rõ ràng, đẹp, kỹ càng, cửa ra cửa, mái ra mái, thành gỗ ra thành gỗ, đằng xa thì hầu như là những cái mảng miếng rất là đơn giản ha. Mọi người, nếu mà người không để ý thì cái đầu óc chúng ta sẽ đi vào phần mạnh như thế này, cứ tập trung tả chỗ này rồi nhảy qua đây tả chỗ này, nhảy qua đây tả chỗ này, thì thực tế chúng ta không có cái nhìn tổng quan ấy.
thì cái bài chúng ta sẽ rất là sập, kiểu như sộc sạch. Nhưng mà nếu mà cái thời gian như vậy mà nó lâu quá, lâu dài quá thì chúng ta bị lâm vào cái tình trạng đó là chúng ta quen với nó rồi. Có một ví dụ hùng hồn mà nó khá là kỳ ha, nhưng mà tức là hơi bất lịch sự một chút, nhưng mà mình sẽ chia sẻ để thực tế có những cái gì nó mạnh thì nó mới tạo nên cái cảm xúc được. Đó là mình được thầy mình chia sẻ, đó là khi người ta ở trong toilet á, sau khi người ta đi toilet thì ban đầu người ta đi vệ sinh cho người ta thấy ôi sao mà nó hôi thế nhỉ, lúc đầu người ta ngửi thấy nó hôi thật, nhưng mà sau đó ngồi trong khoảng 15 phút người ta không còn thấy hôi nữa mà người ta rất là quen với nó. Sau 30 phút sau người ta nghĩ như cái không khí đó là hiển nhiên, cái sự cái không khí, cái mùi đó nó là hiển nhiên. Giống như là đúng rồi, ngồi trong này nó phải mùi như vậy chứ mình có thấy gì đâu, mình không cảm thấy gì. Nhưng mà khi mà người mở cửa ra, người khác đi vào là có chuyện đấy. Người khác nhìn vào, cái sự khách quan nhìn vào thì lập tức họ sẽ nhận ra cái sự khác biệt. Mà chúng ta đã quá quen với cái cách mà chúng ta đang làm rồi, vậy nên chúng ta không còn cảm nhận được sự khác biệt nữa. Nên là đó là một cái vấn đề rất là nguy hiểm. Ok, thì lâu lâu đá một cái về những cái ví dụ ha. Cái ví dụ thì với mình khá là thích những cái ví dụ này, bởi vì mỗi người sẽ hiểu theo một cách khác nhau và nó phù hợp với chính các bạn thôi. Gọi là những cái ẩn dụ ha. Rồi mình sẽ lược tiếp một chút. À, ở đây thì mình có thể chia sẻ luôn ha. Chia sẻ luôn thì với mình thì mình rất thích những cái câu nói mang cái tính gọi là dẫn đường á. Ở trong cái thần mỹ thuật thì mình rất là thích một câu nói của Aristotle. Mình khá là bị đau cổ. Thì ở đây có Aristotle có một câu, đó là mục đích của nghệ thuật không phải là để thể hiện diện mạo bên ngoài của sự vật, mà là để lột tả ý nghĩa bên trong của chúng. Nếu mọi người muốn thực sự muốn tìm sâu hơn, đó là chúng ta diễn tả cái gì bên trong, nó có những thứ bên trong cơ. Bên ngoài thì là những cái kỹ thuật, những cái kiến thức, những cái mà chúng ta có thể vẽ lại được. Khi chúng ta hay chép tranh á, nếu mà chúng ta không có những cái ý niệm, có nghĩa là đôi khi chúng ta cũng phải cho mình những cái mục tiêu nó cao cả hơn, những cái điểm đến cao cả hơn. Ít nhất là bản thân mình nói với chính mình thôi. Những cái ý nghĩa bên trong. Theo mình thì cái đó thì những cái âm nhạc nó cũng tìm về. Mọi người đã bao giờ nghe một cái bản nhạc nào đó mà tự nhiên chúng ta sinh ra những cái cảm giác, ví dụ như là cảm giác nhớ nhà. Dù nghe những bài nhạc Tết nhưng chúng ta cảm giác Tết. Đó là những cái bài nhạc thông thường, nó sẽ neo cho chúng ta những cảm xúc lại. Còn những cái bài nhạc ở cái trình độ thưởng thức âm nhạc cao hơn để xem. Ví dụ như là bạn nào nghe thử bản 4 mùa ha? Thử nghe bản 4 mùa coi sao. Hay những cái bản nhạc của Beethoven hoặc là Mozart thì nó đều. Cái bản nhạc ví dụ như là gọi là gì? Nhạc của Beethoven đi ha. Thì khi chúng ta nghe một số bản nhạc như vậy, tự nhiên nó tạo nên những cái cảm giác rất là kỳ lạ. Có nghĩa là âm nhạc nó sẽ có thể lột tả được cái ý nghĩa nào đó ở trong cái đoạn nhạc. Chữ nó sẽ có cái sứ mệnh của nó, chữ nghĩa, sách vở. Âm nhạc có sứ mệnh của nó và mỹ thuật, mỹ học, họa sĩ có sứ mệnh của riêng mình. Thì mình hy vọng mình chỉ cần nói qua thế thôi. Hy vọng là các bạn sẽ nảy ra một cái gì đó thú vị cho bản thân mình ha, những mục đích cao cả hơn. Không chỉ là vẽ rồi kiếm bao nhiêu tiền, rồi mở com như thế nào, thị trường Việt Nam, rồi vẽ như thế này được không, hôm nay vẽ cái gì, ngày mai tuột mốt ha, tuột mút nữa. Rồi ngày mốt thì nói chung là chúng ta bị phân mảnh quá nhiều, nên là mình hạn chế bản thân mình phân mảnh. Rồi, ok, thì mình sẽ cố gắng review cho xong. Clip nó dài vãi linh hồn này. Mình xem nó bao nhiêu đây nè. 39 phút, cố gắng 45 phút thôi. Ok, thì những cái bức tranh của mình, những bức tranh mình vẽ thì mọi người có, chắc là mọi người cũng xem nhiều những bức tranh mình vẽ rồi ha. Thì mình luôn cố. Có nghĩa là giờ thực tế mình phải nói là bản thân mình cũng chưa phải là cái gì quá là cao ở trong cái vẽ. Thực tế mình chỉ nhận mình ở mức độ hơn trung bình một xíu thôi. Nên là mình đang phải cải thiện rất là nhiều ha. Có nghĩa là mình đã nắm được những yếu tố này rồi, nhưng mà
mình phải làm cho nó đẩy cái sự tinh xảo nó lên rất là nhiều nữa. Ở đây thì mình, các bạn thấy mình cách mình sử dụng màu. Ở đằng cái bức màu khá là tươi ở những khu vực gần mà cái cũng cái màu đó ở đằng xa, nhưng mà cho nó rất là bạc. Vậy nên cái khu vực đằng xa nó mới đẩy xa như thế này. Nên là hy vọng là cái chia sẻ của mình mang tính chất khá là nhiều chủ quan ở trong này. Đặc biệt là những môi trường mưa này mà thấy, người thấy không? Cái độ che phủ cực kỳ mạnh luôn. Nên là chúng ta phải đẩy cái phần không gian lên nó xa đến mức độ như thế này. Thì vẫn là tùy, mọi người phải tùy tình huống mà xử lý, nó linh động. Có rất là nhiều yếu tố, nên là cái bảng này mình hy vọng là mọi người có thể lưu lại hay là làm sao đấy, để có thể dựa trên cái chia sẻ của mình, mọi người có thể tự lên cho mình những cái bảng nhắc nhở riêng cũng được. Vậy nên là mình cứ ngồi ở đây mà mình ấp ủ nó cũng lâu rồi, nhưng mà cơ bản là mình, thứ nhất là mình không có thời gian, và thứ hai là mình lười vãi ra. Thì nếu các bạn có câu hỏi gì thì có thể để lại ở dưới phần bình luận của video. Rảnh thì like với comment cái. Không có video kiểu nó bị đánh giá là mức tương tác thấp, chẳng ai thấy. Cũng cùng một công sức nên hy vọng có thể chia sẻ được cho nhiều người. Nếu mọi người có thể share, gửi cho những ai quan tâm. Ở cơ bản thì cái checklist như thế này. Thì ở đây mình sẽ chốt lại vấn đề là ở đây chúng ta sẽ khi nâng cố, chúng ta có một cái nhìn rộng, cái nhìn tổng thể trước khi chúng ta đi vào những chi tiết hơn. Có thể ra những video về sắc độ rõ ràng hơn và chi tiết đi sâu vào hơn. Rồi những cái video thiên về chỉ về value thôi, hoặc là những cái video thiên về những cái tư duy vẽ thôi, hoặc là video thiên về kỹ thuật tả vẽ, thì nó là cái điểm mạnh nhất ha. Cái điểm mạnh nhất kỹ thuật tả vẽ, mình nghĩ là cái này nhiều người quan tâm về cái kỹ thuật tả vẽ, nào là tả gỗ như nào, tả không gian ra sao, tả cây cối thế nào, tả mây trời như thế nào. Nhưng mà tại sao mình lại để nó ở dưới cùng? Mọi người có thấy tại sao mình để nó ở dưới cùng? Vì mình nói thẳng thực tế nó là cái cuối cùng mà chúng ta phải học ấy. Ở trên nó có rất là nhiều cái tầng hơn nữa, đặc biệt là tầng về tư duy. Rồi ví dụ như cái tầng tả vẽ ở đây, chúng ta thấy có một bức background. Bức background ở trong này rất là nhiều yếu tố ở trong này. Thì cơ bản chúng ta phải chia nó ra từng cái vật thể như thế này. Tủ, bàn, ghế, thớt, rồi những cái cuộn giấy. Rồi bắt đầu chúng ta giống như chúng ta lắp ghép từng cái mảnh này vào. Cái này chúng ta phải study từng cái loại chất liệu và lên cho mình cái lộ trình. Cái lộ trình ở phòng cái kỹ thuật tả vẽ nó còn là một cái lộ trình rất là rộng bên trong nữa. Đây là những checklist lớn thôi. Và nhớ trong quá trình này thì cái phần tả vẽ chúng ta đang ở khu vực nào. Chúng ta sẽ vẽ nó ra, ví dụ như các bạn vẽ nó ra một cái bức tường lớn, thì cái phần tả vẽ nó nằm ở khu vực nào đây. Và trong tả vẽ đấy thì gỗ hay là đất đá hay là kỹ thuật tả vẽ hay là pha màu tả vẽ ở trong đấy. Pha màu trên cái vật thể, rồi tả trên bề mặt vật thể. Ví dụ gỗ, rồi chúng ta còn ở trong đó, gỗ là một cái checklist nhỏ rồi. Ở trong gỗ nó còn chia ra quy luật tả gỗ như thế nào, nguyên lý về gỗ sai ra sao, cách tả gỗ đơn giản thế nào, cách tả gỗ nâng cao ra thế nào. Rồi nếu mà tả về bề mặt chất liệu gỗ thì chúng ta có những cái loại nào, chúng ta có gỗ cũ, gỗ mới. Chúng ta có vết bể đặc trưng của gỗ. Nếu mà không ra vết bể đặc trưng này thì chúng ta sẽ không ra gỗ được. Nó có những đặc trưng riêng mà khi chúng ta nhìn, chúng ta vẽ dàn lược, chúng ta vẫn biết đó là gỗ. Thì nó có những yếu tố nào, lại checklist nhỏ hơn nữa, nào là màu sắc đặc trưng và màu sắc an toàn để có thể phân biệt từ loại chất liệu. Chúng ta nào, chúng ta có những cái vết, ví dụ như là gỗ thì có những cái vết bể riêng, những cái vết xước riêng. Rồi chúng ta sẽ có những cái phần pha màu trên bề mặt gỗ nó sẽ khác. Rồi có những cái chất liệu texture gỗ nó sẽ khác. Nên là chúng ta phải check những cái nốt nhỏ hơn nữa. Là như thế nó rất là quan trọng. Nên là bản thân mình nói thôi mình đã thấy mệt rồi đấy chứ. Nên là với mình nó là một cái rất là nghiêm túc. Mình phải nói mình rất là nghiêm túc với những cái này. Mình không phải vẽ cho vui, thực tế là như thế. Rồi đó là mới là chất liệu gỗ thôi. Còn rất là nhiều chất liệu trong này, nhưng mà cứ chia ra những cái này. Chúng ta có thể study về nền đất, chúng ta có study về tường, gỗ, nguyên lý gỗ là gì. Chúng ta có đèn, chúng ta có chạy phối cảnh ở trong này. Chúng ta có sử dụng màu sắc làm sao cho này hiệu quả. Màu sắc như thế nào để khu vực tập trung. Ở khu vực này màu sắc rất là tươi tắn để mọi người có thể tập trung cái ánh nhìn vào đây.
Nó là một sự gì rất là rộng. Tả kính nó như thế nào, tả gỗ ra sao, gỗ bể, gỗ mới, rồi cái mặt tường độ bóng thế nào, rồi gạch thì ra sao. Quanh đi quẩn lại chắc mọi người phải đi học rồi. Rồi chúng ta sẽ duyệt nốt xem còn cái gì nữa không, cái phối cảnh điểm tụ ha. Ở đây có một cái vài cái điểm như thế này, mình sẽ kiểu như nó vẫn kiểu phân mảnh thôi ha, mình chưa cái hệ thống ở đây được. Khi chúng ta quan sát thì chúng ta quan sát tổng thể, mà khi chúng ta phân tích thì chúng ta chia nhỏ ra mà phân tích từng khía cạnh một để không bị phân tán. Chúng ta phân tích về màu thì chỉ tách màu ra mà nhìn thôi, chúng ta không thể nhìn màu cùng một lúc với các yếu tố khác được. Vì khi cái bộ não của chúng ta kiểu như là nó có, khi chúng ta tập trung thì thường chúng ta chỉ có thể tập trung hiệu quả, mình nói từ hiệu quả nhất khi chúng ta tập trung vào một cái yếu tố nhỏ thôi ha. Ví dụ ở đây mình chỉ nhìn màu thôi. Rồi tại sao ở đây có màu tươi mà ở đây cũng màu đỏ, sao màu đỏ nó tái như thế này ha? Ở đây cũng màu đỏ, màu đỏ trong bóng khác màu đỏ ngoài trời như thế nào. Màu đỏ ở đây cũng là cái vải này thôi, đúng không? Vải này với vải này là một chứ còn gì nữa. Nhưng mà tại sao ngoài nó bị pha ra cái màu này? Hả? Đó là có nguyên lý cả. Đâu phải vẽ tầm bờ phá tầm pha tầm bậy mà được. Hả? Rồi cái value ở sao ở đây nó mạnh, ở xa lại sao lại có cái lớp không khí mà bực đục 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 mờ mờ thế này. Tại sao nó nghiêng về màu xanh như thế này? Hả? Rồi ở đây cái ô gạch này to thế nhỉ? Tại sao ở xa cái ô gạch cũng là ô gạch, sao nó bé vậy? Và nó dẹp nữa. Hả? Tại sao ở những khu vực này chúng ta thấy phần dưới phần mái này nhiều hơn, như thấy phần độ dày này, như phần độ dày này chúng ta lại thấy nhiều vậy, độ dày này này, những cái độ dày này, đó là nguyên lý về phối cảnh. Nó sẽ liên quan ha, nó sẽ check vào cái phần phối cảnh điểm tụ ha, đó liên quan đến phần diện này, đó chính là liên quan đến phần diện. Khi mà chúng ta chạy phối cảnh thì những phối cảnh hút thì bao giờ chúng ta thấy phần diện của nó tùy vào chạy phối cảnh. Ví dụ hút lên thì chúng ta bao giờ cũng thấy phần đế nhiều hơn. À, khi mọi người dơ cái ly trước mặt thì chúng ta sẽ thấy phần ngang của cái ly. Khi chúng ta dơ lên cao thì chúng ta sẽ thấy phần đế của cái ly. Khi chúng ta dơ xuống thấp thì thực tế thì chúng ta sẽ thấy phần miệng của cái ly thôi. Bức nào vẽ động cơ thời xưa thì cái này thì bác phải tự search thôi bác ạ. Mình không thể phân mảnh ở đây được. À, mọi người thấy khi chúng ta cắt lớp không khí nó càng hiệu quả càng mạnh thì cái sự ấn tượng trong bài mình, của bài vẽ chúng ta nó càng hiệu quả như vậy. Rồi quay đi quẩn lại thì chốt lại, đây là những yếu tố cơ bản mà mình chia sẻ như checklist này. Các bạn có thể dựa vào cái checklist này có thể trả lời những cái câu hỏi ở đây, hoặc là mọi người có thể lên cho mình những cái checklist riêng, những cái bản đồ riêng dựa trên cái bản đồ sơ khai của mình cũng được, đơn sơ. Mọi người lên cho mình cái lộ trình riêng ha, và luôn luôn là tùy và linh động nhá. Mình không nói là cái này phải từng bước tư duy là tới phối cảnh quan trọng hơn điểm tụ hay là điểm tụ quan trọng hơn value, mà tất cả đều quan trọng, cái gì cũng quan trọng hết. Còn vấn đề là các bạn xếp cái nào quan trọng hơn ha, thì cái đó là tùy mọi người cảm thấy hợp lý thoải mái với mình là được ha. Rồi ví dụ như là có những bức họ sẽ đẩy những cái sự quan trọng của những cái yếu tố này nhiều hơn yếu quan trọng của yếu tố kia. Ví dụ như những cái bức ở đây, họ không đẩy cái phần phân tầng và pha màu không gian quá nhiều, họ đẩy về cái phần độ chi tiết chẳng hạn, những cái lá cây ở gần nhiều lá độ chi tiết, cái này là ít hơn, và đằng xa thì hầu như là những cái mảng miếng. Ở đây này mọi người thấy cái phần màu sắc, những cái phần điểm nhấn ở đây, cái màu tự nhiên có một vài đường màu tươi như thế này, bối cảnh màu lạnh để cho những cái nhân vật màu nóng thì lập tức cái nổi bật nhân vật lên. Thì quay đi quẩn lại thì ví dụ như bài này vẫn là tùy cái hướng xử lý. Lúc nãy mình có nói đến cái phần là chúng ta phải có thế mạnh ở trong bài, chúng ta sẽ quyết định đẩy cái yếu tố nào lên. Như bức này thì chúng ta thể thấy cái yếu tố về phối cảnh nó đẩy mạnh hơn, tỷ lệ đẩy mạnh hơn, màu sắc nó đẩy mạnh hơn. Nhưng mà những cái bài khác ha, ví dụ màu này thì đây là cái phong phối cảnh nó chan hòa luôn ha, nên nó yêu cầu mọi thứ tả vẽ khá là đầy đủ. Nên là cái mục đích của nó sẽ khác so với bài kia, thì tùy tình huống và xử lý thôi. Rồi chúng ta xem là chúng ta có những bức tranh nào nữa không ha. Rồi ở đây thì chúng ta có thể để ý thấy là cái sự cân bằng màu chẳng hạn ha. Giữa cái tông màu, các bạn thấy cái bãi cỏ này nó xanh lè không? Nó xanh lè, xanh lét. Thế tại sao nó cho mấy cái màu cam và màu đỏ vào đây? Màu vàng, màu trắng. Ở đây có màu cam
Đừng có nói mình là tự nhiên nó cho nha. Cái này là nó có mục đích cả, tại sao nó cho? Để vì nó cân bằng cái khu vực màu lạnh này lại. À, trong lạnh có nóng và trong nóng có lạnh, để nó đẩy không gian này ra. À, chúng ta có gần đậm, xam nhạt, gần rõ, xa mờ, à, gần nhiều chi tiết, xa ít chi tiết. Gần thì nhiều số lượng màu nhiều hơn so với ở xa ít số lượng màu hơn. Gần thì màu tươi hơn và ở xa thì màu tái và bạc hơn. Ở gần thì cái tỷ lệ lớn hơn, thấy rõ hơn, ở xa thì mọi thứ thấy mờ hơn và đơn giản hơn, giản lược hơn. Đó là liên quan đến cái kỹ thuật, ví dụ kỹ thuật tả chi tiết và tả giản, vẽ vẽ chi tiết và vẽ giản lược. Ở đây thì nó còn đẩy lên cái kỹ thuật pha màu nữa. À, không phải bước nào người ta cũng tiến hành pha cái dãy màu như thế này, có rất là nhiều cách xử lý, có nhiều cách đẩy ha, không phải nhất nhất là như thế này. Nếu như cái tranh này mọi người thấy nó không pha màu quá nhiều giống như bước kia đâu, thì tùy mục đích ha, chúng ta quyết định là đẩy mạnh cái nào. Như bước này ha, nó đâu nó đẩy cái phần pha màu không gian quá nhiều đâu, nó đẩy những cái điểm mạnh về tỷ lệ chẳng hạn, à, bắt phối cảnh hay là màu sắc. Có thể cái bức tranh đấy nó đẩy phần màu sắc nhiều, có thể bức tranh đấy nó đẩy phần phối cảnh mạnh, hoặc là bức tranh đấy nó đẩy phần khối và diện nó nhiều hơn, hoặc là bức tranh này nó lợi dụng những cái sắc độ mạnh ha, để nó có thể tăng cái độ hiệu quả trong bài của mình. Rồi, sau khi mình nói qua tổng thể như vậy thì cuối cùng cái chương trình cuối cùng thì mình sẽ nói về cái phần những yếu tố nổi bật ảnh hưởng tới cái phần không gian tổng thể của một bài vẽ ha. Rồi, mình sẽ gồm những cái gạch đầu dòng như thế này, và ít nhất hiện tại thì mình có những gạch đầu dòng này thì mọi người có thể thêm bớt hoặc có thể góp ý, cũng như là có thể cho mình thêm những cái ý kiến hay là những cái kiến thức của bạn để chúng ta có thể xây dựng một cái lộ trình rõ ràng nhất, à, có thể hỗ trợ nhau. Những cái yếu tố ở gần ha, ở gần thì cái độ tương phản nó sẽ cao này. À, nhầm nhầm nhầm. Ở đây là những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái sự nổi bật thôi, à, cái sự nổi bật. Ví dụ khi chúng ta nhìn vào cái bài nào đó thì cái gì tạo nên cái sự nổi bật, à, ví dụ cái bài này, à, những cái tác phẩm nổi tiếng này thì cái gì tạo nên cái sự nổi bật trong bài, thì mình sẽ nói những cái yếu tố tác động đến cái sự nổi bật ha. Cái sự nổi bật này có thể là vốn đã nổi bật hoặc là các bạn chủ động đưa cái sự nổi bật này vào. Ví dụ như là những cái phần nhân vật chính, những cái phần nhân vật chính thì chúng ta thông thường sử dụng những cái tông màu đối so với những cái môi trường để chúng ta nổi bật cái thần cái thằng nhân vật chính lên. À, hoặc là chúng ta có thể tăng cái độ tương phản value, à, ví dụ như cái bức tranh này mọi người có thể thấy là cái độ value ở gần những phần nhân vật này nó mạnh quá, những phần không gian nó rất là yếu, nên là chúng ta sẽ tập trung ở đây. Có một cái hiện tượng đó là cái hiệu ứng thị giác, à, và hiệu ứng mắt nhìn. Khi chúng ta nhìn vào những cái gì quá gắt mà quá mạnh thì lập tức cái mắt chúng ta sẽ bị hút tới. Thì đó là những cái chết lức. Ví dụ như chết lức đầu tiên thì mình có những cái phần value và những cái độ tương phản cao thì nó làm. À, như vừa rồi mình ví dụ ha, đầu tiên sẽ là value và độ tương phản cao, à, thứ hai là màu sắc mạnh. Những màu sắc mạnh ví dụ như là trong tổng thể cái màu rất là bạc như thế này, nhưng nó có những màu đỏ hoặc là màu cam thì nó là những cái màu sắc mạnh, nó làm cho cái hiệu ứng mắt nhìn chúng ta tập trung vào những cái khu vực đấy. Ví dụ như khu vực bên trái nó là điểm nhìn đầu tiên. Thứ ba nó là hiệu ứng đường dẫn. À, chúng ta sẽ để một cái hiệu ứng đường dẫn. Mọi người thấy không, những cái phần người hay là những cái phần con chó này đang đi theo hướng đằng này, à, mọi người sẽ thấy một số cái dãy cây nó đang vòng qua đây, à, nó sẽ tạo sự hiệu ứng chạy xuống đây này. Cái hiệu ứng đường dẫn là một cái phần rất là quan trọng và rất là tinh tế, không phải ai cũng biết. Đó, hiệu ứng đường dẫn, chúng ta có thể chạy bát, chúng ta có thể xoay hướng nhìn của nhân vật, hay chúng ta có thể, à, ở đây một cây, hai cây, ba cây, tại sao nó xếp như này, tại sao nó không xếp 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 vòng cái này mà không sao nó không xếp xéo lên, hả? Mà tất cả mọi thứ từ người, từ chó, từ cây, nó sẽ chạy theo cái hướng này và tập trung ở khu vực này, hả? Để nó đẩy không gian ra. Nên là mình nói là có rất là nhiều yếu tố, nên là mọi người phải lên cho mình những cái thang cái đã, hả? Cái thang kiến thức, rồi sau đó mình cứ bổ trợ thêm. Nếu mà khi mọi người còn chưa bắt đầu nữa, chưa thực sự nghiêm túc nữa, thì làm sao mà chúng ta có thể xây một cái lộ trình xây dựng những cái sự nghiệp hay là cái công việc của mình một cái nó hiệu quả được ha. Vậy cho nên là hy vọng mọi người bắt đầu từ những cái đơn giản cũng được, nhưng mà từ từ mình bổ sung thêm. Mình biết là cái sự bắt đầu này nó khá là khó, nhưng mà nếu mình nghĩ là ai nghiêm túc thì họ sẽ làm thôi. Rồi, những cái cây này mọi người thấy ha, lớn, à, hai cây này rồi nhỏ hơn, nhỏ hơn.
khoảng cách nó cũng không xa lắm đâu, nhưng mà tại sao họ đẩy mạnh thế này? Rồi, những cái này ha, tất cả đều quay về hướng này, thì đây là một trong những hiệu ứng nó gọi là đường dẫn. Nhưng mà cái này thì thực tế thì nó cũng chưa có rõ lắm, nhiều bài lắm, nó thường thiên về mỹ thuật thông dụng hơn đấy. Ví dụ như trong bài này ha, mọi người thấy cái hiệu ứng đường dẫn ha, cái con đường này hút ra đằng sau ha, đây là một trong những hiệu ứng đường dẫn. Nếu mà cái bài này không có cái con đường này thì chúng ta sẽ khá là khó tạo nên cái hiệu ứng hút mạnh được như thế này ấy. Ha, như con đường này tạo nên một cái đường dẫn chạy thẳng vào đây, nên là mắt nhìn chúng ta sẽ có thói quen được dẫn theo, có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng những cái thủ thuật của mình để dẫn dắt người xem, dẫn dắt người gọi là những người thưởng thức tranh của mình, đưa những kiến thức mình vào dẫn dắt họ để tăng cái bài sự hiệu quả trong bài vẽ của mình. Rồi những cái checklist tiếp theo, cái phần màu sắc thì mình nói rồi ha, màu sắc thì có màu sắc mạnh, rồi màu sắc mạnh, mà màu sắc mạnh thì chúng ta có những phần sử dụng tông màu nữa, ở những phần tông màu đối ha, thì những cái thần tông màu đối, ví dụ như là môi trường quá là lạnh, tự nhiên có một vài màu gì đó là màu nóng chẳng hạn, thì lập tức cái màu nóng nó sẽ chói lên rất là nhiều ha. Rồi, lập tức thì cái màu, ví dụ như là trong đây ha, thì cơ bản không gian xung quanh toàn là xanh với xanh da trời, tự nhiên có cái nhà này màu đỏ, lập tức nó nổi bật lên rất là nhiều ha. Và hai cái này sẽ hot support cho nhau, màu nóng sẽ tôn màu lạnh lên, màu lạnh sẽ tôn màu nóng lên. Đó là hiệu ứng màu sắc. Tiếp theo là những phần ánh sáng ha, những phần ánh sáng thì chúng ta sẽ quan sát, ví dụ như cái bức này của mình đi ha, mọi người thấy khi mình đẩy cái phần ánh sáng này vào đây thì cái phần ánh sáng tạo nên cái sự nổi bật của bài rất là mạnh. Đó là những cái yếu tố mình sử dụng ở đây để làm nổi bật cái bức tranh của mình lên. Rồi tiếp theo những cái yếu tố khác, ví dụ như là yếu tố về chi tiết, những cái đồ vật mình cảm thấy quan trọng và nổi bật thì mình sẽ tả cho nó rất là chi tiết so với những cái đồ vật ở xa hay những cái đồ vật không quan trọng. Có nghĩa là cái điểm nhấn của bài mình là cái gì. Ví dụ điểm nhấn của bài mình là cái cây ở giữa thì không thể nào mình tả hai cái cây bên cạnh kỹ như thế, mà cây ở giữa mình tả đơn giản được, thì tốt nhất vẫn là tối ưu nhất vẫn là tả cái cây ở giữa kỹ lên. Hai tay bên cạnh thì mình vẽ nó đơn giản lại thôi, hoặc là chọn cho mình những cái lá nào đó nó ít chi tiết lại, tập trung cho những phần quan trọng hơn. Rồi gạch đầu dòng tiếp theo là cái độ to nhỏ ha, những cái phần tỷ lệ. Thì ví dụ như là ở giữa những cái đồ vật rất là nhỏ, tự nhiên có một cái đồ vật rất là lớn ở đặt ở giữa, thì lập tức cái mắt nhìn chúng ta sẽ nhìn vào cái vật ở giữa ấy, không phải nhìn những vật ở nhỏ đâu. Hoặc là giữa những cái vật nào cũng to hết, tự nhiên có một cái đồ vật bé bé ở giữa, lập tức cái mắt chúng ta sẽ nhìn vào những cái đối tượng như vậy. Mình đang nói những cái ảnh hưởng đến cái sự nổi bật trong cái bài vẽ của mình. Rồi cơ bản là như vậy ha, cơ bản là như vậy. Hoặc là chúng ta có thể rất nhiều cái hiệu ứng thì nó là nằm trong những cái nguyên lý thôi. Nhưng mà cơ bản chúng ta phải nắm cái nguyên lý thật là rõ lên cái đã. Rồi sau đó thì chúng ta có thể thoải mái tạo nên cho mình những món ăn mà mình thích. Mình hay đùa ví dụ như là cơ bản thì chúng ta phải gia giảm những cái tỷ lệ ha. Ví dụ như là trong một món ăn này có 6 cái loại gia vị, thì chúng ta có thể cho mắm nhiều hơn, chúng ta có thể cho đường nhiều hơn, chúng ta có thể cho những cái bột ngọt nhiều hơn, chúng ta có thể cho tiêu nhiều hơn. Nhưng mà tùy tình huống cụ thể và tùy đối tượng khách hàng, tùy thị trường và tùy cái yêu cầu cụ thể cái tình huống đấy chúng ta va chạm. Ví dụ như là chúng ta nấu cho những người cho khách hàng ở miền Tây thì không thể nào chúng ta nấu cay hoặc là nấu mặn quá được, vì họ quen ăn ngọt rồi. Vấn đề ở đây là phù hợp, nên là mình phải thêm cái lượng đường nhiều hơn, mình đẩy cái lượng đường vào nhiều hơn. Nếu mà cho những khách, ví dụ như là mình không phân biệt vùng miền gì ở đây, mình đang nói đến cái vấn đề là gia giảm ở đây, mình mượn nó thôi ha. Ví dụ như mình ra ngoài những cái tỉnh miền Bắc thì mình nấu ăn, mình mở quán thì mình không thể nào nấu ngọt được, nấu ngọt là họ không ăn đâu ha. Nên là mình phải nấu làm sao cái vị ăn, đồ ăn nó đậm đà lên, mình có thể nhiều muối, nhiều bột ngọt ha, nhiều hạt nêm vào. Hoặc là những ví dụ ở Huế thì mình nghĩ là thêm cay nhiều nên là tùy, chúng ta rất là tùy, phải linh động trong quá trình chúng ta xử lý. Rồi ok, bài chia sẻ tới đây là kết thúc ha. Tất cả những cái sự chia sẻ cũng như là thấy chỗ nào ổn, chỗ nào chưa ổn thì mọi người có thể comment bên dưới, và tốt nhất mình xin một like và một comment, hãy share cho những ai cần thiết bởi vì
Đây là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người, và tất cả những cái gì kiến thức của mình là free, thì không có cần gì ở đây cả. Cơ bản là mình muốn. Và mọi người có ai ở cái group mình trước đây chưa? Group Background Digital Venting, và cái tên đầu tiên của nó là gì? Có ai biết không? Nó tên là giao lưu chia sẻ Digital Venting tự học tại nhà. Đây là mục tiêu ngày xưa khá là ngây thơ của mình, đó là mình chia sẻ những gì mà mình biết để mọi người có thể học tại nhà. Ok, hôm nay chúng ta chia sẻ tới đây thôi ha. Thì ở đây mình có thể giới thiệu cho mọi người có thể bắt đầu tìm hiểu cái lịch sử Mỹ học, thì mọi người có thể bắt đầu với quyển là Câu Chuyện Nghệ Thuật ha, của nhà xuất bản Đông Nga. Câu Chuyện Nghệ Thuật mọi người có thể mua ở trên Tiki. Rồi ok, mọi người nhớ ha, nhớ xem lại nó ở trên YouTube ha, và lưu nó lại, khi nào quên thì xem đi xem lại cho mình ha. Nó không có quảng cáo đâu, cứ xem thoải mái đi, làm sao mà luộc hết những cái kiến thức và những cái chia sẻ này của mình, nó rất là quan trọng. Mình không nói cái nào, cái bài tả cây của mình hơi bị nhiều người xem, nhưng mà cơ bản cái bài này mới là cái bài mọi người cần phải xem, không cần xem bài đấy cũng được. Rồi ok, mình làm ngành này chắc cũng được gần 6 năm rồi, chưa tính thời gian mình học nữa, năm rưỡi 6 năm rồi đó. Ok, bye bye mọi người, chúc mọi người có một cái khởi đầu mới. Chúng ta luôn luôn có thể có những khởi đầu mới, và chúng ta không biết là trên chặng đường này thì thời điểm nào sẽ là thời điểm chúng ta bắt đầu, hoặc là bắt đầu nở hoa, nhưng mà điều kỳ diệu là chúng ta luôn luôn có thể bắt đầu ngay bây giờ. Rồi ok, tạm biệt mọi người ha. Nhớ xem video mới ở trên cái kênh của mình ha, và mình sẽ gắn nó ở trong những cái bài post, thì hình như là mình sẽ gắn nó một cái list danh sách thôi. Và clip nó lại dài quá rồi, toàn là clip 1 tiếng, không biết là mọi người có xem nổi không nữa. Rồi ok, bye bye, mình hết sức rồi, hết hơi rồi. Rồi goodbye, see you again. Sau này mình sẽ chia nhỏ nó ra và chia sẻ với mọi người, hy vọng có thể kiên trì được. Thôi bye bye nhé.